Chị ơi, giờ này Sài Gòn nóng quá à. Chị có loại cocktail nào mà có vị chua từ chanh dây với lại một chút vị kem không ạ? Ok, có đó. Thế cocktail làm từ tequila nhé. Ok chị. Nó là mát luôn đó chị ơi, rất là ngon. Pha chế, tôi làm được, bạn cũng thế.